Dì và cháu Dì và cháu cách nhau chỉ một tuổi Nhưng lại sinh cùng năm Dì sinh đầu năm Cháu sinh cuối năm Ông ngoại đặt tên gì Đứa con gái út ít sau cùng của ông là Niệm Hoài Niệm như lưu luyến Dinh dấp chút kỷ niệm đẹp Đẹp đến long lánh cuối đời Dì là con gái của bà ngoại ba Bà ngoại ba là đào non hát bội nổi tiếng Một thời của tỉnh lỵ Khi bà ngoại ba bỏ sân khấu Về làm vợ lẽ cho ông ngoại ông đã ngoài 60 tuổi. Bà ngoại ba vừa bằng tuổi của mẹ cháu. Người ta nói, đời đào hát vốn lận đận, lận đận từ trên sân khấu. Một mình đã sắm mấy vai tuồng khóc cười lẫn lộn, lận đận cho đến việc đẻ con. Từ trong bụng mẹ đã mang nhiều điều tiếng. Người ta nói gì không phải là con ruột của ông ngoại. Người ta nói gì là mối tình ngắn ngủi của anh kép tránh và cô đào non nớt. Có người còn nói gì đích thị là con gái ruột của ông bầu gánh hát chỉ vì bà vợ quá ghen mà ông bạn thân là ngoại phải gánh vác nhân nghĩa giữa đảng. Mặc những ồn ào xôn xao tỉnh lị, đầu năm dì cũng ra đời trong vòng tay của bà ngoại. Bác sĩ chỉ cứu được gì Bà ngoại ba sức vóc đào hát mình hạc sông mai, không kham nổi một lần đi biển. Cuối năm mẹ sinh ra cháu, dì được chuyển từ bốn nước cháo gạo loãng và sữa bò qua bú chị. Tình yêu thương của mẹ như dòng sữa, san sẻ đều cho dì và cháu không phân biệt đâu là con và đâu là đứa em cùng cha khác mẹ ngày đó cháu không nhớ nhưng mà gì nói gì nhớ khi mỗi đứa nhằn một bên đầu vú hai làn môi hồng trùn chụt mút sữa bàn tay bé nhỏ chưa gì đã rõ năm ngón dài thon của dì lần mò nắm giết lấy bàn tay nhăn nheo của cháu cái nắm tay dài gần hết đời người dì sinh đầu năm cháu sinh cuối năm bà ngoại nhắc hoài tên dì là niệm hoài niệm tưởng niệm, như để gì đừng quên một thời cay đắng đau thương. Nhưng dì không bao giờ muốn nhớ mình là con của một đào hát. Dì âm thầm bỏ học ngày đầu tiên ở trường làng. Đêm đến lăn lộn trong chiếc mùng đôi, dì thì thầm với cháu. Đợi cháu mau lớn lên đi học chung với dì, tụi nó không chơi với dì, nói gì là con gái đào hát. Đào hát thì sao chứ, cháu sẽ cho tụi nó biết tay. Vậy đó, cùng bú một dòng sữa mẹ nhưng tính cháu ngang ngược. Mới sinh ra cái chán đã rô, hai con mắt đã sáng quắc, chưa kịp khóc đã cười. Ông ngoại qua đời sớm, không ai đặt tên cho cháu. Hàng tá công tàng tôn nữ trong nhà đã quen được ông ngoại đặt tên theo gốc chữ Hán sang cả. Chỉ còn một mình cháu lạc loài. Bà gọi cháu, con nặc nô, cha mẹ kêu nhiên, tự nhiên như nhiên, cha giải thích. Cháu nặng nặc đòi đi học sớm hơn tuổi, ngày đầu tiên vào trường, rồi ra chơi, cháu leo lên bàn thầy giáo, trộm cây thước bảng chống nạnh ngang hông, quần vo tròn tới gối lầm lì. Đứa nào còn dám nói con gái đảo hát, muốn giống cây thước kẻ này không? Cháu má môi cuột cây thước bảng vào tường, cây thước vữ hai, mồm cháu lằn ngang lằn dọc tối đó. Mồm gì cũng hứng oan vài đường lúc lăn vào xin cho cháu. Nhưng mà tụi còn nít sợ thiệt, không còn ai dám gọi gì là con gái đảo hát, có cũng chỉ lén lén gọi sau lưng. Qua được một năm, Bà ngoại bán hết ruộng đất, dắt cả nhà vào Sài Gòn sống để cách xa tình ly ồn ào, tránh xa cái tiếng con gái đào hát cho gì. Lúc xe đò chuyển bánh, rồi bụi mù mịt trời, không còn thấy mộ bà ngoại ba đào hát nằm trên đồi cao lẻ loi, lúc đó dì mới bật khóc. Cháu nắm chặt tay dì, cái nắm tay từ biệt tuổi thơ. Sinh cùng năm, nhưng dì và cháu khác nhau như mặt trời mặt trăng. Mặt dì sáng như trăng rằm, hai mắt đen dài út rượt hai nhìn xuống tóc thề để thằng chấm eo lưng cháu cắt tóc búp bê lót phớt đến gáy mắt to tròn hơi sách con gái chưa nói đã nghe tiếng cười chưa kịp đi đã rộng chân chạy xì tay mềm mỏng thon trắng hoa tay tròn vành vạnh trên mười đầu ngón tay từ bé đã khéo léo chuyện bếp núc vá may nữ công ra tránh cháu quần sắn tới đầu gối áo cột chéo hai vạt vào nhau cả ngày tắt mắt đầu trên xóm dưới không có trò nghịch giặc nào mà không có tiếng cháu gieo hò. Dì 13 tuổi đã thay mẹ quan xuyến mọi chuyện trong nhà. Cháu 13 tuổi còn phải nằm sấp trên phản ăn chuổi lông gà, làn lưng lấm mông. Trận nào gì cũng nhào vào thế cho cháu mấy roi hữu nghị. Dì chưa từng đọc một quyền tiểu thuyết, cũng không dám giờ đến chuyện kiều. Mỗi lần cả nhà rủ nhau y ới ngồi xem vừa cải lương mới nào đó, dì cắm đầu cắm cổ, lúc thì đan, khi thì theo, hai bờ vai muốn bắt chéo vào nhau thiệt tội. Mười đầu ngón tay, mũi kim loạch trạch đâm nát lỗ chỗ. Năm 13 tuổi, một đêm, nằm úp mặt vào lưng cháu, dì trở thở dài. Tưởng bỏ tình lị mà đi, rồi sẽ quên cái tiếng con gái đảo hát. Đứa nào lại chọc gì con gái đảo hát? Cháu quẻ ngoắt lại, cắn môi trong đêm. Không đứa nào, mà trong mắt mọi người, trong đầu, trên từng cây cột nhà, trong không khí đầu đầu cũng vang vang nghe rõ mồn một, một con gái đảo hát dì chỉ tưởng tượng là tai lúc nào dì cũng nghe cẩn thận coi chừng người ta biết mình là con gái đảo hát phải giỏi bếp núc không thôi người ta nói con gái đảo hát chẳng biết làm ăn gì phải đoan trang nói cười kẻo rồi người ta chửi con gái đảo hát lẳng lơ cấm không đọc chuyện diễm tình nghe kẻ lơ mùi mẫn thế nào rồi con gái đảo hát cũng lâm vào phận sướng ca vô loài dì dấm dứt khóc Đào hát thì sao chứ Đào hát cũng giam bảy đường đào hát Coi kìa đào hát bây giờ có fan Có người hâm mộ Làm ra tiền dần dần Lên xe xuống ngựa Nói ra một câu là đang lên báo một câu Tiếng tăm như cồn Xì lật đật quay người cháu lại Bịt mồm cháu bằng 10 đầu ngón tay Thơm phẳng phất mùi vỏ chanh Cháu nói bậy bạ Đừng để má hay chị hai nghe mà bị ăn đòn Cháu ngồi bật dậy trong mùng Hát cho cháu nghe một câu thôi Cháu thể không nói cho ai nghe Dì cũng ngồi bật dậy Hai mắt lóng lánh Thiệt nghe một câu thôi nghe Sao vong ân cháo trở phủ phàng Vì tết lang năm tháng lệ tràn Phục ứng luôn tá trợ đường hoàng Chẳng gieo rắc khinh hoàng hờn ghen Nghĩa vợ chồng mà hành động bất nhân Điệu này là điệu văn thiên tường Trích tuồng phàn lê huê Bị chàng tiết đĩnh san ruồng rẫy Dì run run giải thích thêm Cháu ôm ngang bụng dì thầm thì Trời dì hát hay còn hơn đào tránh nữa Dì hát thêm cho cháu nghe đi Năn nỉ gì mà Thiệt không Dì run run rậm sung sướng Cái này dì nghe lén thôi Mà thuộc nằm lòng Còn câu này nữa nè Từ khi thành hôn lệ thắm Tuôn rơi đoạn trường từng lời Hàng gian lìa xa muôn thửa chia ly Duyên tình nồng nàn Lời trên sương mẫu Tình hòa duyên tròn tiền khiên Chỉ mong qua bao nghiệt cay Cháu ngủ thiếp đi rồi Mà đêm đó dì thức trắng Năm 18 tuổi cháu rộn dịp chuẩn bị chọn trường thi đại học, nguyện vọng 1, nguyện vọng 2, kinh tế, ngân hàng, ngoại thương xoay mòng mòng suốt ngày tiêu tít cháu nói. Xì lặng im ngồi đồ đẫn suốt bữa ăn im lặng. Bà ngoại hắng giọng, sao không thấy con niệm hắn chuẩn bị chọn trường? Tướng con nhu mì dịu dàng, tao thấy hợp với trường sư phạm, làm cô giáo để lấy chồng mà lại dễ nuôi con. Làm cô giáo an nhàn cả đời mà người ta ai cũng nể cũng thương. Má lật đật thêm vào con muốn thi vào trường nghệ thuật sân khấu Dì run rộng Nói thật khẽ Mặt trắng bạch không còn chút máu Cả nhà chết chân Cháu buông tay đánh vỡ cái chén kiểu sứ Trung Quốc Mẹ trở ngay đầu đũa quất vào ngón tay của cháu Vừa quất vừa rít lên như khóc Con gái con đứa Hư thần mất nết Sẽ hết hơi mà mày chứng nào tật nấy không chưa Dì bật khóc chỉ có cháu ngồi trợn mắt, bặm môi, chờ chờ không hề khóc. Tháng sau có người đến coi mắt gì, Cả nhà rộn ràng từ sáng, mẹ chồng tương lai người Bắc, giang đen xỉn xít, tóc quấn khăn nhung cũng đen mượt, mùa nhai trầu đỏ làn đường cán chỉ. Mắt khi cười vẫn sắc lạnh. Nghe nói mẹ chồng có năm anh con trai, anh nào cũng là doanh nhân thành đạt, dưới quê ruộng đất thẳng cánh cỏ bay, trên này cũng có dăm cái nhà cho thuê, dăm mảnh đất nông nghiệp xây xưởng cho thuê, dì không biết sẽ gả về cho anh nào. Dì giòn rén bưng khai nước trà ra, đặt trước mặt mẹ chồng tấp dài buông thẳng Áo bà ba chít eo màu cỏ úa Mắt nín lặng nhìn xuống Như con tằm đang ngủ Mẹ chồng làn lạt cười Đàn bà thắt đáy lưng ông Tướng này vừa khéo chiều chồng Vừa khéo nuôi con Tôi sợ nhất là rước về mấy cô lưng cong Eo cong, uốn éo, uốn mình xà Trong nhà hại nhà ra ngoài hại nước Cháu ngồi trước thềm cân cân mặt Có mấy người tâm xà Chứ ai mà mình xà Từ ngày đó anh chàng chồng tương lai bắt đầu lui tới thường xuyên Tắp thường xuyên láng mướt bôi treo Alchemy thường xuyên thẳng thớm Đóng hộp trong quần tây ủi ly bén ngót Giày tây thường xuyên mang thẳng vào phòng khách Đầu gối thường xuyên dùng lắc đánh nhịp Như đang ngồi trong quán bar Những câu chuyện thường xuyên Quay quanh cái vũ trụ nhỏ như cái rún của anh chồng Và thị trường chứng khoán lúc xanh lúc đỏ Anh ta hành nghề môi giới chứng khoán Nhưng được phát âm kiêu kỳ đồm sáng bằng đầu lưỡi đánh cong tận vòm họng để dùng hết cờ nhà ra một chữ. Broker, stop broker. Và dì thường xuyên ngồi chịu đựng, mắt nhìn xuống, hai bờ vai chữ xuống không trêu chữ thập chịu đựng. Bàn tay xanh sao, sỏ chỉ dừng lại ở mãi con chim bổ câu xếp canh méo mó trên mặt lụa. Bà ngoại đi ra đi vào thủng thỉnh. Nhà người ta giàu, lấy về rồi tha hồ mưa không tới mặt, nắng không tới đầu. Ngồi không thu tiền thuê đất cũng đủ sướng Mẹ thở dài Con trai nhà người ta ra giáo Ngoan ngoãn nhất nhất nghe lời mẹ Mà đàn ông nghe lời mẹ là thương vợ Một chiều cuối tuần Cháu chặn anh chồng tương lai ngay đầu ngõ Dượng út Chở cháu đi học thêm Cháu mặc áo lụa hai dây Phất phơ bay cố ý khoe trọn tấm lưng mịn màng Và cái gáy trắng ngần Mùi thòa chút son hồng nũng nịu không thể từ chối Ông dượng ngẩn người ra một chút Chỉ một chút thôi rồi quay xe lập tức ra đường run rộng Đi mau kẻo người ta thấy Cháu phỉ cười Thoát lên trên yên Ôm ngay vòng eo dượng tương lai chặt cứng Kể môi sát tai thì thào Chạy nhanh lên dượng Cháu thích tốc độ Dượng tương lai dùng mình Tay lái trượt lảo đảo Xe chạy một lát Cháu áp người vào sát ruộng Dặm trong veo như chim Hôm nay nghỉ học mà cháu quên Hai mình đi ăn kem Cháu thèm kem ba mốt mùi Dượng tương lai nhũn người Chỉ còn biết lắc hai gật và đáp lại là một cái gật đầu ngay như lập tức Rồi tiệm kem Cháu thẻ lưỡi liếm cặp môi đỏ chót Ngạo đầu vào sát vai dựng nàn nỉ Có phim mới hay lắm sự chờ em đi coi Ở nhà mấy bà già nhất định không cho coi Người ta lớn 18 tuổi rồi Mà còn làm như còn nít Sự cứng người Mặt đỏ dần Dường như cố suy nghĩ thẳng thớm trong một thoáng Cháu kể mặt sát lại hơi thở ngọt như kẹo Một lần này thôi mà Anh mải mốt có dịp được tự do như vậy nữa đâu mà dạp phim đông nghẹt người ngày khai trương phim bom tấn mới cháu tỉnh bơ cười nói với đứa em họ quen bán ở phòng vé hai tay quảng ngang eo ông dượng tương lai vào dạp hát trong bóng đêm bàn tay dượng tương lai đã run rẩy bầm qua vai và hơi thở nóng hôi hổi phả vào tóc mai nhồn nhụt dạp lạnh quá ngồi gần cho ấm cháu đừng phát dậy vì cười cháu hết muốn xem phim rồi mình về đi xe vừa dịch xuống trước cửa nhà, ngoài hàng rào hoa bìm tím, đã lố nhố người đứng ngong ngóng. Một cái tát tai bất thần làm cháu quỵ người choáng váng. Tiếng mẹ gào lên. Ai cho mày làm chuyện đổ đốn? Anh dượng tương lai đứng chết chân, không thốt nổi một lời. Mặc dù lưỡi đã uốn còm sát vòm họng, bà ngoại còn bình tĩnh. Anh đi về đi, từ nay nhà này không tiếp anh nữa. Dì đứng lẫn sau đám lá bìm bìm mờ tối, mặt cúi xuống không rõ khóc hay cười. Cháu vẫn cần cầng mặt không một giọt nước mắt, đi thẳng vào phòng ngủ. Cả đêm vẫn còn nghe tiếng mẹ rên rỉ, than vãn, tiếng bà ngoại trầm trầm thì thầm can gián Nửa đêm, một vòng tay dịu dàng quàng qua bụng cháu. Cháu giật mình thức dậy, vầng trăng 16 lên cao ngang giữa trời, ánh sáng trong trẻo như sau cơn mưa. Cháu sụp xịt khóc, tức tưởi. Cháu không có làm gì sai hết, gì tin cháu không? Dì khúc khích cười Tiếng cười trong veo hơn trăng Dì cảm ơn cháu Và vòng ôm chặt hơn Thoảng thoảng mùi hương chanh dịu dịu Dì đã nộp đơn vào trường rồi Bài diễn thi của dì được vỗ tay Và thầy cô khen quá trời Tiếc không có cháu đi xem Dì được chọn vào khoa đạo diễn rồi Cháu cắn vào vai dì cười thành tiếng Vậy mà không nói ngay cho cháu mừng Dì hát đi, hát cho cháu nghe Cái đoạn gì mà Trường tương tư của tuồng Tô Ánh Nguyệt đó Dì ngồi lên, vớt lại mái tóc, người đầu nhìn vầng trăng. Khuôn mặt người ngợi giữa một dòng màu sữa trải loang loãng. Trái tim vỡ nát buổi ban đầu, tình là sâu, đời là mộng. Mẹ đây mới theo đôi cánh uyên ương, sợ tiếng nhạn kêu xương, nghỉ lại phận mình càng thương. Ôi hỡi con ơi, suốt mười mấy năm qua, mẹ cam khổ sở biết mấy từng, chờ đợi ngày con lớn khôn.